Thư đáp Nhạc Tiên Kiều: muốn trong đời thật ít, phải y pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sinh Tây Phương, tất sẽ thoát đường sinh tử. Nếu chẳng thế, đừng nói kẻ không được chân truyền của Phật giáo, không thể giải thoát, dù có được cũng tuyệt phần. Vì được chân truyền là đại triệt đại ngộ, không phải thật chứng. Chứng mới khỏi luân hồi, ngộ vẫn còn trong dòng ấy. Tu các pháp môn khác đều phải dứt hoặc chứng chơn mới thoát sinh tử. Riêng môn tịnh độ chỉ cần đủ tinh sâu, nguyện thiết, trì danh hiệu Phật, dứt các điều dữ, làm những việc lành, gồm tu cả hai phần chánh trợ, quyết định sẽ giảng sinh. Hơn nữa, về phẩm vị còn được chiếm ngôi ưu thắng. Lại chẳng những người công hạnh, tinh thuần, quyết được sinh, mà kẻ phạm tội, ngũ nghịch thập ác, khi sắp chết, biết tỉnh ngộ, hết sức hổ thẹn, sợ hãi, chí tâm niệm Phật vài câu, liền mạng chung, cũng quyết được sinh. Bởi Đức Phật lòng từ rộng lớn, chuyên lấy sự độ sinh làm bổn phận. Nếu kẻ nào biết một niệm quay về, liền được nhiếp thọ, đó gọi là nương nhờ sức Phật, đới nghiệp giảng sinh. Người đời mạt pháp, nếu tu các môn khác, không y theo tịnh độ, chỉ được phước báo ở cõi trời, người, và gieo nhân giải thoát nơi kiếp lâu xa về sau mà thôi. Do bởi chúng sinh đời này không đủ sức, bức hoặc nghiệp, nên gốc sinh tử hãy còn. Như thế làm sao khỏi mọc lại mầm mộng sinh tử? Thư đáp cư sĩ Trương Dân Lôi. Quyển Nhập Phật Vấn Đáp có thể dẫn dắt kẻ sơ cơ, khiến cho họ lần lần đi sâu vào giáo lý đạo Phật, phát lòng tin chân chánh. Nếu in ra đem biếu tặng để kết pháp duyên thì công đức còn chi lớn hơn. Những quyển ấy luận rộng về sự lý trong Phật giáo, tuy có nói đến pháp môn tịnh độ, thật ra chưa tỏ bày hết ý nghĩa của tông này. Nếu người đã có lòng tin, nên tìm xem các kinh sách tịnh độ, như không đủ phương tiện để khảo duyệt nhiều, thì đọc kỹ một quyển Kỉnh Trung Kỉnh Hữu Kỉnh cũng được. Quyển này gom góp những yếu nghĩa của tâm tịnh độ, chia thành môn loại rõ ràng, rất lợi ích cho kẻ sơ cơ. Nếu được xem, có thể đi thẳng vào chỗ nhiệm màu của môn niệm Phật, đỡ tốn công nghiên cứu các kinh sách tịnh độ khác. Phật pháp tùy người mà lập, quyết không nên chấp theo quy củ thông thường, khiến cho trái với căn cơ và mất sự lợi lớn. Một đời được liễu thoát, vậy nên lượng theo căn tánh mình, tự sắp đặt nghi thức tu trì, chú giảng sanh bằng phạm văn, học được rất tốt, song chớ nên sinh lòng phân biệt, cho lối tụng xưa nay là không đúng. Nếu có quan niệm ấy, sẽ vướng thêm mối nghi ngờ đối với tất cả chú văn trong Đại Tạng, rồi nhận lầm rằng những bài ấy không hợp ý Phật. Nên biết, thuở xưa, các bậc tôn đức dịch kinh chẳng phải là làm việc luống suông, chớ thấy lối dịch mới khác hơn, rồi xem thường lối cũ. Hơn ngàn năm trở lại đây, người tụng chú theo bản dịch cũ được lợi ích biết bao nhiêu, đâu phải những người ấy đều không hiểu phạm văn. Dạy học vẫn nên học, nhưng đừng sinh quan niệm hơn kém thấp cao, thì sợ lợi ích tự nhiên không thể nghĩ bàn. Phép trì chú cũng giống như cách tham câu thoại đầu. Tham câu thoại đầu vì không thể giải nghĩa nên dứt được tình phàm phân biệt, chứng vào tánh thiên chơn. Trì chú bởi không biết nghĩa lý, chỉ hết lòng thành khẩn tụng niệm, nên nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ to rộng. Những sự lợi ích ấy không thể đem tâm tư nghĩ ngợi suy lường. Nghi thức lễ Phật không tiện lập riêng cho người có việc cần kiếp, chỉ nên hết lòng thành khẩn, miệng xưng danh, thân cúi lại, tưởng như Phật hiện ở trước là được. Sống trong đời kiếp trượt, chúng sinh tranh đua giết hại lẫn nhau, nếu không có lá bùa hộ thân, chắc khó khỏi tai họa. Lá bùa ấy chính là chí thành lễ niệm Phật A-di-đà, lại Đức Quán Thế Âm Đại Sĩ bi nguyện rộng sâu. Tìm tiếng cứu khổ, tùy cơ cảm liền ứng hiện, ngoài thời hôm sớm lễ Phật, nên thêm lễ niệm đại sĩ, tất sẽ được sự gia bị trong âm thầm, có thể đổi họa làm phước, gặp rủi quá may mà chính mình không tự biết. Trên đây là lời kẻ quê mùa ở phương ngoại, vì người tri kỷ lập phép cứu đời. Nếu nói rằng vì tất cả thế gian chẳng phải là không thể được, chỉ e người đời không chịu y phương pháp thực hành thì biết làm sao. Thư gửi cư sĩ Tạ Dung Thoát. Nơi quê hương của các hạ được biết pháp môn niệm Phật là do Lâm Giới Sinh thỉnh kinh sách tịnh độ đem về truyền bá.
Nếu trong đời trước các vị cư sĩ không trồng căn lành đối với pháp môn ấy thì đâu có thể lấy gương xưa làm thầy, sau khi nghe rồi liền sinh lòng tính nguyện tự tu và khuyên người ư. Và đâu có thể trong vòng không đầy 15 năm đạo pháp lan rộng như thế ư. Xét về thiên tư và cảnh duyên của các hạ đối với thời cơ pháp vận hiện nay thì chỉ nên giữ năm giới để hộ trì tam bảo, truyền tịnh độ mà khuyên chúng giảng sinh là hợp lý, hợp thời và cần yếu hơn hết. Tại sao tôi lại nói như thế? Vì các hạ tuổi đã hơn 40, căn tánh chưa phải là bậc thượng. Nếu muốn nghiên cứu tạng kinh, tham hỏi hàng tri thức, e cho pháp môn quá rộng, ngày tháng chẳng nhiều, rồi khi trở tay không kịp có sự ăn năn. Lại hiện nay, tuy có bậc tri thức, song tăng chúng phần nhiều đều ô lạm, bạn đồng hành ít người. Đồng hành tức bạn giúp đỡ về phần tu tập, có thể khiển trách lẫn nhau, khiến cho đạo hạnh tiến thêm. Nếu khi chí hướng thường suy kém, tất sự biến trễ cũng nương theo, khó bề gắn gượng. Như tôi, năm 21 tuổi, từ cha mẹ xuất gia cũng có thể gọi là lập chí mạnh và phát tâm chân. Nhưng đến nay, tuổi đã 53 mà bên tâm bên giáo đều không sở đắc chi cả. Nghĩ tuổi thẹn luống phụ ơn cha mẹ, uổng làm con đức Phật. Song cũng may, đối với môn tịnh độ, khi mới xuất gia học kinh A-di-đà, tôi đã sinh lòng tin, thật chưa nhờ bậc tri thức nào chỉ dạy. Vì lúc đó, thầy thọ nghiệp và các vị tri thức chỉ chuyên về sự tham cứu, những lời khai thị đều phá môn tịnh độ. Tôi lượng biết sức mình nên không lay chuyển theo ai, dù Phật tổ hiện thân cũng chẳng đổi ý, huống nữa là lời nói của bậc tri thức bên tâm thiền. Lại hiện nay, chánh yếu tà mạnh, việc hộ trì Phật Pháp với tục thì dễ, với tăng lại khó. Nếu các hạ giữ chắc năm giới, chuyên niệm Phật, về phần tu thân lời và hạnh hiệp nhau, thì có thể truyền bá chánh Pháp, làm lợi ích cho mọi người. Song chớ nên ở địa vị thầy mà tự cao và thọ tiền của để lợi dưỡng. Phải đem lẽ chánh khuyên bảo những kẻ thân sơ, tất mọi người đều mến đức dâng lời theo. Đó gọi là sửa mình được chánh, tuy không bảo người cũng theo, như cỏ ở trước ngọn gió, tất phải thuận chiều dậy. Lệnh lang không tin đạo Phật cũng chẳng nên ép, đợi khi nào cảnh ngộ đẩy đưa khiến cho tánh thiên chân phát lộ, chừng ấy chỉ dùng một lời nhắc bảo, tự nhiên tấm lòng của y sẽ phơi phới hướng về chánh pháp, khó nổi cản ngăn. Liên xã mới mở phải có quy tắc nhất định và thận trọng về việc cho người nữ dự vào, chẳng nên bắt chước theo các nơi khác thờ ơ không kiểm ước, để đến nỗi một pháp vừa lập trăm mối tệ sinh theo. Điều ấy rất cần thiết. Không cơ duyên được lễ bái xá lợi và gần gũi tòng lâm, việc ấy có hại gì? Nếu khi thấy tượng Phật, tưởng như Phật sống, thấy kinh Phật, lời tổ, tưởng như Phật, tổ đối trước mình chỉ dạy, tấm lòng kính sợ không dám biến trễ, tức là trọn ngày được thấy Phật và gần gũi các bậc Bồ Tát, tổ sư, thiện tri thức. Như thế, xá lợi và tòng lâm có thấm vào đâu? Về tập quán thô lỗ, đừng nói hàng cư sĩ, nếu người xuất gia mà không chân tu lại còn quá hơn thế tục. Muốn trừ bỏ tánh ấy, trước phải nhận rõ các pháp giữa đời đều là khổ, không, vô thường, vô ngã hoặc nhơ nhớp, thì ba ngọn lửa tham, giận, mê sẽ dịu tắt lần. Nếu chưa dứt được, phải dùng lòng ngay thật, xót thương, nhẫn nhục, tha thứ mà đối trị. Thẳng hoặc còn chưa dứt, cứ tưởng rằng mình đã chết, thì bao nhiêu sự nóng bức đều hóa thành mát mẻ tươi nhuần. Kinh báo ân dạy, phải lần lượt thọ giới. Người xuất gia khi thọ giới cũng y theo thứ đệ, giới sa di, tỳ kheo và bồ tát. Nhưng người xưa thọ giới là phát tâm vì dứt sự sinh tử. Trái lại, người đời nay phần nhiều đều muốn cho ra vẻ một vị đại tăng, đắc giới hay không chẳng cần nghĩ đến. Vì thế, mấy ông sư thiếu học, thiếu tu bên ngoài đều là những người đã thọ qua ba đàn đại giới cả. Sự tệ đó do bởi vua Thế Tổ nhà Thanh bỏ độ diệp, bãi lệ thí tăng mà ra, cho đến những kẻ xưng là thầy người song chỉ cầu danh lợi, tham quyến thuộc, cũng xuất phát từ nguyên nhân ấy. Tôi e chư tăng ở quý địa không rõ điều này, bảo rằng độ người xuất gia là việc rất tốt,
để cho Hạng Vô Lại lẫn vào cửa Phật phá hủy chánh pháp, nên chẳng sợ tị hiềm mà nói thẳng ra. Môn Tịnh Độ là pháp rất màu nhiệm, viên đốn nhất trong một đời thời giáo của Đức Như Lai. Viên đốn, một pháp đủ tất cả pháp là viên. Hiện đời tu, hiện đời giải thoát là đốn. Hạng phàm phu thấp kém đều được dự vào, bậc đẳng giác Bồ Tát cũng không thể vượt ra ngoài pháp ấy. Thật là con đường rất tắc, dễ mau đi đến quả Phật cho thượng thánh hạ phàm, chư Phật, chư Tổ đều dùng môn này làm chiếc thuyền từ để độ khắp tất cả chúng sinh. Đối với một pháp như thế mà chẳng sinh lòng tin hoặc tin mà không chân thiết, đó là người nghiệp chướng sâu nặng, không ưng được giải thoát, sẽ phải chịu khổ luân hồi không biết lúc nào ra khỏi. Khi đã ở trong dòng sinh tử, dù có được làm thân trời, người cũng ngắn ngủi như lữ khách nghỉ nơi quán trọ. Trái lại, phần đọa vào ác đạo thời gian rất lâu dài, như người ở yên nơi quê nhà. Mỗi khi tôi nghĩ đến điều này, bất giác cả sợ, nên chẳng nài mỏi nhọc, khẩn thiết tỏ với đồng nhân. Này xin dẫn một bằng chứng rõ ràng, để các hà phát thêm lòng tín nguyện và đem ra khuyên bảo mọi người. Những kinh chuyên nói về tâm tịnh độ có ba quyển: Phật Thuyết A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ Kinh. Ngoài ra các kinh điển đại thừa phần nhiều đều phát minh pháp môn này, như kinh Hoa Nghiêm là khi Đức Phật mới thành đạo, vì các bậc pháp thân đại sĩ trong 41 vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác nói pháp cao cả về giới ngoại, hàng phàm phu và nhị thừa đều không thể biết được. Sau rốt, trong phẩm Nhập Pháp Giới, Thiện Tài Đồng Tử dâng lời dạy của Đức Văn Thù đi tham phỏng khắp các bậc tri thức. Đồng Tử, danh từ xưng tặng bậc dứt hoặc chứng chơn, phá vô minh, trở về bản tánh, tâm hạnh trong sạch, chân thật, ví như kẻ đồng tử. Người đời không biết vẽ hình tượng nhi đồng là sai lầm. Như Đức Văn Thù, trong kinh Hoa Nghiêm có chỗ gọi là Văn Thù Đồng Tử. Các kinh khác đôi khi cũng dùng danh tự này để xưng những bậc Bồ Tát. Ban đầu, Đồng Tử ra mắt Ngài Đức Dân nghe pháp môn niệm Phật, liền chứng bậc sơ trụ. Cái đó lần lượt tham học mọi nơi đều được chứng, cho đến vị tri thức thứ 53 là Đức Phổ Hiền. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền dùng oai thần gia bị khiến cho chỗ chứng của Đồng Tử bằng mình và chư Phật. Đây gọi là đẳng giác Bồ Tát. Rồi khuyên Ngài Thiện Tài cùng hải chúng Bồ Tát trong cõi Hoa Tạng phát 10 nguyện rộng lớn, đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để cầu mau phương tròn quả vô thượng Bồ Đề. Lại chương Hạ Phẩm Hạ Sinh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: những chúng sinh tạo 5 tội nghịch, 10 điều ác, làm đủ những việc chẳng lành sẽ phải đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp chịu sự khổ chung. Nhưng nếu kẻ ấy khi sắp chết hoặc bậc thiện tri thức khuyên bảo niệm Phật, liền dâng lời niệm đủ 10 câu, tức thì tội chướng tiêu trừ, được giảng sinh. Như Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ trong Long Thư Tịnh Độ Văn chính là hạng người đó. Thế thì trên Đức Văn Thù, Phổ Hiền là những bậc đại Bồ Tát, dưới như kẻ phạm 5 nghịch 10 ác sắp đọa tam đồ, đều thuộc về cơ nhiếp hóa của môn tịnh độ. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy pháp môn này quảng đại, không bỏ sót một ai. Và Đức A-di-đà hạnh nguyện rộng sâu, xem chúng sinh bình đẳng. Tôi thường có đôi liễn: bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi chúng sinh khó thể được tròn nên quả giác. Rời cửa màu tịnh độ, 10 phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp hàng mê. Các hạ gắn phát lòng mạnh mẽ tinh tiến, đảm đương pháp này, nên đem những ngôn luận hợp cơ về sự truyền dương tịnh độ của người xưa giảng lại cho trong thôn ấp nghe, làm sao cho ở trần không nhiễm, nơi tục tu chân mới hợp với danh nghĩa hai chữ dung thoát. Vì dung thoát là lẫn với trần mà thoát khỏi trần vậy. Đó là ý kiến quê hàng của tôi, các hạ nghĩ như thế nào? Xin suy gẫm lại. Thư đáp cư sĩ Tạ Thành Minh. Được thư biết nơi quý địa còn có tâm pháp của Nho Phật, các hạ lại hết sức đảm đương, tôi rất lấy làm vui đẹp. Đến như những lời khen tôi thật là đưa ngọn cỏ khỏi lầu cao,
khoe mắt cá hơn châu ngọc, quá dùng theo lối khách sáo ngoài đời, khiến cho người xiết bao hổ thẹn. Ấn Quang dẫn một kẻ chung tăng hằng đón lấy canh thừa cơm hẩm nơi nhà bậc phú trưởng giả để tự nuôi sống. Nếu có ai không chê rằng nặng mùi, cũng đem để chia sớt cho nhau. Nhưng cư sĩ Từ Quốc Như bảo rằng thức ăn ấy có ích cho người đói, nên mấy phen đem lời kẻ quê mùa này in ra lưu bố. Tuy về ý có phần khả thủ, song văn chương không đáng để nhìn. Chẳng dè bộ văn sao của tôi lại làm lờn mắt xanh của các hạ, thật nghĩ cảm thẹn không cùng. Trong ấy những điểm chánh tâm thành kính dùng để đối trị sự tìm cầu bên ngoài, sự không biết kiêng sợ của người đời nay cũng có đôi phần ích lợi cho kẻ sơ học. Nhưng nếu bậc thông tông hiểu giáo được trông thấy, chắc không khỏi bắt nhận ra. Tuy nhiên, nếu mửa hết những thức ăn khó tiêu của tông giáo, thì canh thừa cơm hẩm ấy cũng có thể bồi bổ ngương khí, đợi đến khi sức khỏe phục hồi lại dùng thứ cao lương mỹ vị mới được thật ích. Về các pháp môn, luật, giáo, thiền, tịnh, thứ nào hợp cơ, xin xem kỹ bài Tịnh Độ Quyết Nghi Luận trong văn sao của tôi sẽ tự rõ. Bậc đại thông gia tuy gồm tu thiền tịnh, song tất lấy tịnh độ làm chủ. Nếu như hạng người thường không cần phải nghiên cứu khắp kinh luận sâu xa, chỉ nên làm lành, dứt dữ, một lòng niệm Phật cầu về Tây Phương mà thôi, hạng người ấy vẫn sinh sống theo đời mà gồm tu đạo xuất thế. Tuy tợ hồ bình thường, không chi kỳ lạ, song được sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Vì kẻ quê mùa dốt nát, chỉ dùng lòng chân thành tin tưởng niệm Phật, nên có thể thầm hợp cùng đạo màu, cảm thông với trí Phật. Người thông hiểu giáo lý, nơi tâm thường hay tính toán suy lường, nên trọn ngày thức thần ở trong dòng phân biệt, so lại không bằng sự chân thành của hạng ngu tối kia. Cho nên, kẻ quê dốt niệm Phật rất dễ được lợi ích. Bậc đại thông gia như có thể buông bỏ tất cả cũng dễ được lợi ích. Trái lại, nếu chỉ suy lường nghĩa lý, chẳng những không đắc ích, e có khi trở thành bệnh, hoặc chưa được cho là được, lạc vào phái ngông cuồng. Phép tham thiền chẳng phải là cơ duyên của người đời nay. Dù có học cũng thành sự hiểu biết về văn tự, quyết không thể tỏ suốt tâm tánh. Tại sao thế? Vì thiếu bậc thiện tri thức dắt dìu chỉ định, lại người học chẳng biết tham thiền là thế nào. Phần nhiều tuy gọi tham thiền, song thật ra là ngộ nhận. Trong bài luận tông cùng giáo, không nên lẫn lộn, và tịnh độ quyết nghi, tôi đã chỉ phần đại khái về việc trên đây. Người đời nay không luận căn cơ thượng, trung hạ, đều phải gìn luân thường, giữ lòng thành kính, tin chắc lý nhân quả, làm những điều lành và chuyên niệm Phật cầu sinh về Tây Phương. Nhân quả là cái lò lớn để nung phàm luyện thánh trong đạo Pháp thế và xuất thế gian. Nếu trước tiên không nghiên cứu về nhân quả, sau khi thông hiểu tông giáo, e cho còn sự lỗi lầm đối với vấn đề này, và đã lỗi lầm tất có phần sa đọa. Vì thế, chớ do nhân quả là cạn cợt mà xem thường. Phàm phu vì tâm lượng nhỏ hẹp nên không hiểu thấu những chỗ nói về nhân quả trong kinh. Thật ra, các đấng Như Lai thành chánh giác, chúng sinh đọa tam đồ đều chẳng ngoài đạo lý ấy. Nên lấy pháp thiển cận ở đời để làm phương tiện vào đạo màu, như các thiên, văn xương, âm chất, thái thượng, cảm ứng, chẳng hạn. Mấy quyển ấy, nếu xem kỹ và thực hành theo, thì mỗi người đều có thể thoát nẻo luân hồi, hoặc ít ra cũng làm được hạng dân lương thiện. Niệm Phật tuy trọng ở sự giảng sinh, nhưng khi niệm đến cùng cực, cũng ngộ được chân tâm. Chẳng phải đối với đời hiện tại hoàn toàn không lợi ích. Thuở xưa, Thiền Sư Minh Giáo Tung mỗi ngày niệm Thánh Hiệu Quán Âm 10 muôn câu. Về sau những kinh sách ở đời, Ngài không đọc mà biết cả. Nên xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, sẽ biết niệm Phật là nhiệm màu. Về điều này, trong văn sao của tôi cũng thường nói đến. Các hạ bảo, niệm Phật không được lợi ích ngay trong đời hiện tại, đó là bởi chính mình chưa nghiên cứu các kinh luận của Tịnh Tông. Cho đến quyển văn sao của tôi, có lẽ các hạ cũng đọc qua như người chạy ngựa xem đèn, không tế tâm tìm hiểu.
Đến như giới luật, chẳng những chỉ riêng về hình thức bên ngoài, mà nếu không giữ lòng thành kính cũng là trái phạm. Nhân quả chính là trụ cốt của luật. Nếu không biết hoặc mù mờ đối với đạo lý này, tức là đã trái luật lỗi lầm. Người niệm Phật như giữ được tâm niệm hợp với chánh lý, thì trong một hạnh gồm đủ cả luật, giáo, tịnh, thiền. Nên biết, tu các pháp môn kia đều phải dứt hết hoặc nghiệp, không còn mảy tơ mới được giải thoát. Riêng môn tịnh độ, nếu người trừ sạch phiền não được giảng sinh, tất mau chứng pháp thân, kẻ nghiệp chứng còn nặng, khi về cực lạc cũng đã lên cõi thánh. So lại hai phương tiện, một bên toàn dùng sức mình, một bên nương nhờ sức Phật, sự hơn kém cách xa như vực với trời. Có nhiều kẻ thông minh, mỗi khi đọc sách về tâm thiền, thấy có ý dị, liền tự cho mình là thiền khách, muốn làm bậc cao nhân. Hạng ấy không biết thiền, tịnh là thế nào, lầm chuốc lấy lỗi tự tôn, tự đại. Những kẻ có kiến giải như thế, quyết không nên bắt chước. Nếu noi theo, thì với việc thoát sinh tử, e cho trải qua kiếp số như bụi cũng khó mong cầu. Xin xem kỹ lại quyển văn sau của tôi sẽ tự rõ. Thư đáp cư sĩ Mã Khế Tây. Thời khóa niệm Phật nên tùy chỗ thích hợp riêng của mỗi người mà lập. Theo nghi thức ở niệm Phật đường của các nhà chùa hiện nay, đều trước tụng kinh A-di-đà, kế tụng ba biến chú giảng sanh, xong lại đọc bài kệ khen Phật, đến cuối bài tiếp niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật, rồi đứng dậy đi quanh theo bàn Phật mà niệm. Phép đi nhiễu quanh phải từ đông qua nam, tây qua bắc, đó gọi là thuận, là tùy hỷ, và như thế mới có công đức. Ở Tây Dứt rất trọng phép đi nhiễu, nước ta cũng dùng phép này, kim cả sự lễ bái để tỏ lòng kính thành. Nếu đi từ đông qua bắc, tây qua nam, tức là trái ngược, có tội lỗi. Điều này cần nên biết. Đi nhiễu quanh niệm Phật được một lúc, rồi ngồi xuống niệm thầm, ước một khắc lại niệm ra tiếng. Khi sắp xong, quỳ niệm Phật 10 câu, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng, mỗi thánh hiệu đều 3 lần, kế đọc bài văn phát nguyện, tụng tam tự quy y, rồi lễ Phật lui ra. Người tại gia nếu chỗ nơi chật hẹp khó đi di nhiễu, thì quỳ, đứng hoặc ngồi niệm cũng được. Tóm lại, phải tùy tiện theo cảnh duyên, tinh thần, sức khỏe của cá nhân mà định. Nếu nhờ người khác lập pháp thức cho, e không được hoàn toàn. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm là cảnh giới của người đã niệm đến trình độ tâm Phật hợp nhau. Đến lúc ấy, tuy thường niệm Phật nhưng không có tướng khởi lòng động niệm, tuy không khởi lòng động niệm mà vẫn hằng xưng niệm hoặc ức niệm. Chưa đến lúc tương ứng, nếu chẳng khởi động tâm niệm mà niệm thì không niệm được. Không niệm đây đừng nhận lầm là chẳng niệm Phật, vì đó là chỉ cho trạng thái tuyệt sự khởi tâm động niệm. Thật ra thì mỗi câu Phật hiệu vẫn nối nhau không hở dứt, cảnh giới ấy không dễ gì được, chớ nên nhận lầm. Phép quán tưởng tuy tốt, nhưng cần phải biết tượng Phật mình thấy thuộc về duy tâm hiện. Nếu nhận lầm là cảnh ngoài, có khi ma dựa phát cuồng. Duy tâm hiện là tượng Phật tuy rõ ràng, song không phải là hình tướng chất ngại. Thật có, nếu nhận định như thế thì thành cảnh ma. Lúc niệm Phật, mắt nhắm hay mở cũng thuộc về việc tùy nghi. Kim trì thánh hiệu Quán Âm rất được chỗ nương tựa, tất cả mọi người đều nên tu như thế. Khi làm việc không giữ được tịnh niệm vì chưa đến cảnh giới một lòng chẳng loạn, như thế tất khó khỏi sự ngăn cách bởi một tâm không có hai dụng, nên thường định tâm soi vào trong. Mỗi người đều phải giữ bổn phận, như người trên có bà nội, cha mẹ, dưới có vợ cùng em dạy, chức nghiệp lại nhàn nhã, rất dễ tu trì. Ở hoàn cảnh ấy, chẳng thiết thật dụng công, có muốn xuất gia làm chi? Có chắc rằng ngươi xuất gia lại được cơ duyên tốt như thế để chuyên tâm tu hành chăng? Nên biết, xuất gia có bổn phận của kẻ xuất gia, đâu phải bỏ tất cả công việc. Như Ấn Quang đây, xem ra như người vô sự, nhưng cũng bị bận buộc hầu hết tháng năm, không rỗi rảnh để chuyên tâm niệm Phật, huống là kẻ khác ư. Vậy nên tùy sức tu trì, đừng tưởng nghĩ việc chi ngoài bổn phận.
đó là hạnh phúc cho ngươi mà cũng là điều ta mong ước. Người tu hành rất cần yên tâm tịnh dưỡng. Ngươi tên Tịnh Am, sao chẳng xét tên nhớ nghĩa, cứ sinh thêm diệt để cho mọi người lờn chán, chính mình lại dương lấy các chứng uất hơi, say sẩm, đau đầu. Nếu ngươi còn chẳng biết tự trọng, tất rồi sẽ thổ huyết, nhẹ thì thành phế tật, nặng hoặc đến thân mạng không toàn. Chừng đó lại để cho người đời mai mỉa rằng người học Phật tu hành chẳng những không lợi ích còn bị tổn thêm. Rồi cũng từ nguyên nhân ấy, một hạng kém hiểu biết sinh lòng phỉ báng, bảo đó là sự tai hại của Phật Pháp. Họ lại tìm đủ cách ngăn trở kẻ khác tu niệm, phá mất căn lành của người. Mấy ai tìm hiểu lỗi ấy do ngươi không thực hành đúng theo Phật giáo. Vậy ngươi phải biết điều hay dở, gắn giữ tròn bổn phận người tu, làm sao cho được sự cảm thông trong thầm lặng. Bệnh của ngươi đều do chính mình chuốc lấy, không tự xét tỉnh lại còn hỏi ai. Vậy ngươi nên mau cải lỗi và nhiếp tâm niệm Phật. Kinh điển cũng tạm đình lại đừng xem, cứ y theo lời ta, độ một tháng sẽ được bình phục. Nếu chẳng thế thì xin tuyệt nghĩa thầy trò, ngày khác có gặp nhau cũng đồng như người đi đường mà thôi. Danh là bề ngoài của sự thật, có thật, có danh vẫn không lấy làm vinh, vì đó thuộc về bổn phận. Không thật có danh đã nhiều thẹn nhục, huống chi còn muốn đăng lên báo để khêu động tai mắt của khách bốn phương. Việc ấy nếu làm ra, mọi người sẽ nghi ngờ bàn luận, tất trở thành cái thật án trộm danh khi đời. Ngươi chỉ biết một, chẳng biết hai, nên ta phải đôi phen giải bài chỉ rõ. Với Phật Pháp, ngươi tuy có lòng tin sâu, nhưng lại ưa phô trương, kết giao, du ngoạn. Đó là điều chướng ngại lớn cho sự tu hành. Giả lại, ngươi tuổi mới hơn 20 mà đã kết giao nhiều như thế, sau này khi học Phật được tinh thông, chắc mỗi ngày không có lúc nào rỗi rảnh. Nên yên tịnh trầm lặng, sự lợi ích sẽ vô cùng, phải gắng dè dặt và tự kiểm thúc lấy.